Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc giá Bitcoin lên gần 60.000 đô la Mỹ. Hôm nay, 15 tháng 10, giá Bitcoin tiếp tục tăng lên gần 60.000 đô la Mỹ sau khi SEC hé lộ khả năng chấp nhận các quỹ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Theo nguồn tin của Bloomberg, Ủy ban chứng khoán Mỹ, SEC đã sẵn sàng cho phép các quỹ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin ETF Bitcoin được hoạt động. SEC đang xem xét khoảng 40 hồ sơ ETF Bitcoin với nhiều thời hạn quyết định về các sản phẩm được liên kết với hợp đồng tương lai sẽ bắt đầu vào tuần tới. Theo Bloomberg, cơ quan quản lý dự kiến chấp thuận ít nhất một số trong số đó. Động thái này dọn đường cho các giao dịch được bắt đầu. SEC cũng không cần thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào để phê duyệt hồ sơ. Theo luật liên bang, đơn đăng ký có thể có hiệu lực nếu SEC cho phép thời hạn bắt buộc trôi qua mà không yêu cầu thay đổi hoặc chỉ đạo tổ chức phát hành rút hồ sơ. Nhờ thông tin này, Bitcoin tiếp tục đi lên, tăng đến 3,5% chỉ trong một giờ. Đồng tiền số giá trị nhất thế giới đang được giao dịch quanh mốc 59.800 đô la Mỹ. Đây cũng là mức cao nhất của Bitcoin kể từ tháng 5. Trước đây, SEC cho rằng thị trường tiền điện tử gặp phải các mối nguy hiểm từ các nhà đầu tư mạo hiểm. SEC đã bày tỏ lo ngại rằng giá có thể bị thao túng và tính thanh khoản không đủ cùng sự biến động giá mạnh mẽ của Bitcoin sẽ là quá nhiều đối với các nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra, SEC đã đặt câu hỏi liệu các quỹ sẽ có thông tin cần thiết để định giá đầy đủ tiền điện tử hoặc các sản phẩm liên quan hay không. Nhiều người ủng hộ tiền điện tử đã rất vui mừng khi Gary Gensler lên nắm giữ chức chủ tịch SEC đầu năm nay. Bởi trước đây, ông có cũng quan tâm đến tiền điện tử và từng dạy một lớp có tên Blockchain và tiền tại trường quản lý Sloan. Gần đây, Gensler cũng ám chỉ muốn giám sát chặt chẽ thị trường này, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page. Like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.